Vâng, xin được chào đón toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Hero. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2022 thì em cũng vừa mới dọn được một cái lô mic cực kỳ là chất lượng nha. Đấy, và trong cái thời gian qua thì em rất là cảm ơn anh em đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm bên em, đặc biệt là mic bãi. Thế nên là những cái sản phẩm em đăng lên thì chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn thôi thì anh em đã chốt gần như là hết. Đấy, và để cảm ơn anh em đã luôn theo dõi, luôn luôn quan tâm ủng hộ kênh của Tâm Minh Audio, thì hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá, một cái giá phải nói là cực kỳ là rẻ với một cái lô mic nhà em nhé. Đấy, một cái lô mic hàng thanh lý phòng hát ở bên nước ngoài, rất là đẹp luôn. Cái số lượng của nó thì cũng không có nhiều. Cái mã của nó là Zin Pro TU905. Đây là một cái mic phải nói là cực kỳ là chất lượng em ạ, cực kỳ là chất lượng, và tất cả những cái mic này thì đều là đời cao đấy, và sử dụng tất cả những cái côn lụa rất là đắt tiền anh ạ. Đấy, sử dụng những côn lụa, những cái côn lụa này thì được trang bị ở những cái bộ mic rất là cao cấp đấy, và cái số lượng hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu, em chỉ có hơn chục bộ này thôi. Em sẽ để cho em cái giá, thậm chí nó chỉ rẻ hơn cả một cái bộ mic nhái đẻo em nhé, rẻ hơn cả một cái bộ mic nhái đẻo luôn. Đấy, một cái dòng mic hàng bãi xịn 100% tiếng cực kỳ là hay, mà giá thậm chí lại còn rẻ hơn cả một cái bộ mic nhái đẻo. Anh em nào đang xem video thì vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic, một cái con vang chất lượng mà giá hợp lý thì anh em ấn vào nút đăng ký kênh em nhé. Còn những anh em nào ấn nút đăng ký kênh rồi thì anh em ấn hộ em vào cái nút chuông. Tại vì những cái sản phẩm em đăng lên thì chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn thôi thì anh em đã chốt gần như là hết, tại vì là cái giá cả nó hợp lý và cái chất lượng của nó thì em đã bảo hành cho anh em tất cả là đều 3 tháng, và sau 3 tháng em vẫn hỗ trợ cho anh em em nhé. Thế nên là anh em hoàn toàn sử dụng, yên tâm sử dụng những cái mic, những cái sản phẩm ở bên em. Thế thì quay lại cái dòng mic này thì em giới thiệu qua một chút về cái hình thức. Thì cái hình thức của cái mic này thì cái mặt của nó là mặt nhôm em nhé, cái mặt nhôm, và được trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn này, rất là vuông vắn, rất là đẹp, và thể hiện là nổi bật nhất là hai cái màn hình hiển thị rất là to anh em ạ, hai cái màn hình riêng biệt, và mỗi cái màn hình này thì hiển thị rất là to luôn. Đấy, rất là to, rất là sắc nét. Đây là hai cái volume là để điều chỉnh to và nhỏ anh em nhé. Đấy, và đây là các cái nút dò hồng ngoại. Thì cái mic này là nó có cái chức năng dò thông minh, là dò hồng ngoại, không phải dò bằng tay. Thì nếu em sẽ dò sẵn hết cho anh em rồi về, anh em không phải dò nữa, nhưng mà nếu mà vô tình mà nó bị mất sóng em nhé, vô tình mà nó bị mất sóng thì anh em ấn hộ em vào cái, ví dụ mất sóng bên A thì anh em ấn vào cái chữ set bên A đây thì nó sẽ hiện TRX, và khi nó hiện cái chữ TRX thì anh em đồng thời là để cái mắt hồng ngoại này đây, cái mắt hồng ngoại trên tay mic nó chính là cái chấm đen này nhé, anh em để sát vào cái chữ IR trên đầu thu thì là nó sẽ dò lại. Có cái hình thức thì đấy anh em nhìn ạ, đấy tất cả những cái đầu này đều còn rất là đẹp em nhé, còn rất là đẹp, đời rất là cao luôn. Và em cũng mở sẵn một cái vỉ đầu thu để cho anh em xem. Đấy, thì tất cả những cái dòng mic bãi hàng xịn thì bao giờ những cái vỉ của nó cũng rất là to anh em nhé. Đấy, và con này sử dụng hộp sóng kép này, đấy hộp sóng kép, và sử dụng rất là nhiều những cái con tụ nhôm em nhé, những cơ quan này sử dụng rất là nhiều những con tụ nhôm đấy, rất là nhiều tụ nhôm. Và con này sử dụng cái chip xử lý là STC em nhé, nó là xử lý STC đấy, một cái dòng chip rất là cao cấp. Và cái phía sau thì bao gồm 2 rắc ca lông và 1 rắc 6 ly em nhé, rắc ca lông để anh em cắm vào mixer làm sự kiện, và rắc 6 ly để anh em cắm vào amply, và em sẽ tặng kèm cho anh em một cái dây 6 ly để anh em cắm vào amply. Để không mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ em sẽ test qua cái tiếng của cái mic này để anh em nghe anh em nhé. Đây, em đã lắp sẵn vào một cái tay mic đây rồi. Đấy, cầm nó rất là nặng tay em ạ. Đấy, và tất cả những cái mic này thì đều được bên em là dọn hết lại rồi em nhé, đều được dọn hết lại cực kỳ là đẹp luôn, và cái sơn này cực kỳ là bền em ạ, em nhìn kỹ ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, bây em alo thử để anh em nghe nhé, em đã lắp sẵn một cái đầu thu rồi. 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7 6 7 6 7. Phải nói là cái tiếng mic này cực kỳ là hay em ạ, cực kỳ là hay và cực kỳ là mượt luôn. Đấy, một cái dòng mic mà hát rất là nhẹ mà lịnh giọng cực kỳ là tốt luôn. Tại vì là nó sử dụng hoàn toàn là những cái củ côn lụa như này anh em nhé. Đấy, nó hoàn toàn sử dụng những cái củ côn lụa này, những cái củ côn lụa này rất là đắt tiền và được trang bị hầu như là ở những cái dòng mic đời rất là cao đấy ạ. Đấy, những củ côn lụa này rất là hiếm, rất là đẹp đẹp luôn. Đấy, và cái số lượng hôm nay thì em cũng không có nhiều. Cái giá mới của cái mic này ở bên thị trường nước ngoài nó bán từ 7 đến 8 triệu một cái bộ như này em nhé.
Đấy, và tất cả những cái hàng này đều là hàng thanh lý rất là đẹp luôn. Đấy, và hôm nay để cảm ơn anh em đã luôn luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm bên em sẽ giảm giá cho anh em với cái giá thấp nhất có thể anh em nhé. Đấy, thì bình thường những cái mic như thế này thì em phải bán tầm 1.6-1.7 triệu. Cái phân khúc như này thì anh em cũng phải bán tầm 1.6-1.7 triệu một cái bộ mic như thế này em nhé. Đấy, và hôm nay em sẽ để cho anh em với cái giá chỉ có 1.450.000 nhá, chỉ có 1.450.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, anh em được test thử, và anh em không phải đặt cọc 1.000 nào em nhá. Anh em mua hàng bên em không phải đặt cọc 1.000 nào, và nhận hàng anh em kiểm tra đúng sản phẩm như thế này, anh em cắm vào, anh em alo mà đúng tiếng hay như quảng cáo anh em mới nhận, và anh em mới phải thanh toán em nhá. Đấy, chỉ có 1.450.000 bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em, và đó là quá rẻ các bạn. Anh em mua một cái bộ mic nhái đảo bây giờ nó cũng rơi tầm 1.7-1.8 triệu, nhưng mà hát để mà so sánh thì cái chất lượng thực sự nó kém xa hơn những cái dòng này rất là nhiều anh ạ. Thì việc gì anh em phải mua một cái bộ mic nhái làm cái gì, anh em cứ hàng xịn mà chơi anh ạ, nó rất là đẹp luôn, đẹp như mới em nhé. Đấy, chỉ có 1.450.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Anh em nào chốt cái mic này với cái giá 1.450.000 đấy thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369 797955 hoặc là 0912 797955 anh nhé. Đấy, chỉ có hơn chục bộ này thôi, anh em phải nhanh tay em nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, tiếng cực kỳ là hay luôn, hay cực kỳ là mượt anh ạ. À, những cái dòng mic như này thì nó hát rất là nhẹ và lịnh giọng rất là tốt, và đặc biệt là cái dòng mic này anh em làm được sự kiện nhá, anh em làm được sự kiện đấy, tiếng nó rất là khỏe, rất là lực luôn, và không bị vỡ tiếng đấy, không bị vỡ tiếng luôn, nó không bị òa tiếng em ạ. Đấy, một cái dòng mic rất là chất lượng, và cái số lượng nó không có nhiều, nó chỉ có hơn chục bộ thôi. Anh em chốt thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số dưới góc màn hình em nhé. Đây thì bên em là chuyên cung cấp các cái sản phẩm như mic bã và vang bã. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic, đấy, một cái con vang chất lượng, thì trong cái thời gian tới em còn về rất là nhiều em ạ. Đấy thì anh em nào chưa mua được cái đợt mic này thì anh em có thể đợi đến cái đợt mic sau bằng cách là anh em ấn một nút đăng ký kênh, và đặc biệt là anh em ấn hộ em vào nút chuông em nhé. Anh em xem video thì ủng hộ kênh bằng cách là cho em tặng cho em một nút like em nhé. Rất là đẹp luôn, mà chỉ có 1.450.000, nó quá rẻ anh em ạ, nó không có thể rẻ hơn được nữa anh em ạ. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.